Xin chào mọi người, Showroom Triumph. Và xưởng dịch vụ đã chính thức mở cửa trở lại. Tết này các bạn đã nhận được lì xì chưa? Hãy đến ngay với Triumph để nhận ưu đãi lì xì đầu năm lên đến 20 triệu đồng cho các mẫu xe rất đặc biệt Rocket 3, Tiger 900 hay Bonneville T120. Tết Xuân may mắn cùng Triumph Việt Nam ngày hôm nay.